Tấm Phong Rồ Mẫu Sinh. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Hôm nay bài viết của Lệ Huê muốn gửi đến các bạn chút tản mạn về tình yêu cho cuộc sống thêm muôn màu nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại một chút qua bài đọc Hơn Cả Tình Yêu qua hai giọng đọc Kim Phụng và Xuân Kỳ. Yêu thương là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã an bày cho con người chúng ta. Nó giúp rút ngắn khoảng cách tâm hồn, giúp cuộc sống thêm nhiều điều ý vị. Mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một người nào đó để trao tình yêu thương. Và ngược lại, bản thân cũng được quyền đón nhận những yêu thương từ người khác. Tình cảm mà bố mẹ dành cho con cái là thứ tình yêu thiêng liêng không gì sánh bằng. Còn tình yêu giữa những trái tim rung động với nhau là thứ tình cảm khiến chúng ta hạnh phúc dâng trào, nồng nàn say đắm, và cũng khiến con người ta đau khổ, day dứt và nhiều nuối tiếc nhất. Tình yêu là đề tài muôn thuở của thơ ca, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, từ đó để lại cho đời những tác phẩm nghệ thuật mãi trường tồn năm tháng. Để nói về tình yêu thì không bao giờ là đủ, không bao giờ là thừa. Tình yêu là thứ thuốc mê con người sẵn sàng uống cạn để không bao giờ tỉnh, để luôn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc lứa đôi. Thật may mắn cho những ai có được một tình yêu trọn vẹn, nghĩa là tình yêu từ hai phía, từ hai trái tim hướng về nhau. Tuyệt hơn nữa là nhận được sự chúc phúc của gia đình, tất cả người thân, bạn bè cùng nắm tay nhau đến bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên, có một loại tình yêu mà chỉ cần một người có lòng, người kia thấu hiểu thì đã đủ để họ trân trọng suốt cuộc đời, không mơ đến được đáp lại. Thứ tình cảm đó gọi là gì đây? Tình yêu đơn phương là ngại ngùng không dám bày tỏ, là lo sợ về những trở ngại xung quanh, nhưng vẫn luôn dõi theo và nuôi hy vọng một ngày nào đó đối phương sẽ hiểu và cảm nhận được. Có một thứ tình cảm cũng gần giống như tình yêu đơn phương, nhưng nó còn cao thượng hơn cả tình yêu nữa. Đó là thương. Không biết phải gọi tên chính xác thứ tình cảm ấy là gì, nhưng có thể tạm dùng chữ thương để nói về nó. Là không cần người ấy biết rõ, không cần phải nói ra những ngôn từ lãng mạn, không cần phải dùng mọi cách để thể hiện, để lấy lòng, để chiếm hữu, mà vẫn luôn ở bên để lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ khi người ấy khó khăn, sẵn sàng bảo vệ khi người ấy gặp nguy hiểm, là nhẫn nại, là lặng lẽ âm thầm, là quan tâm, là bao dung, là thấu hiểu. Nếu yêu cầu những cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn, cần những khoảnh khắc thăng hoa, thì thương lại không cần như thế. Thương là thương thôi, thương gương mặt, ánh mắt, nụ cười, thương tính tình, thương cho số phận, thương niềm vui và cả nỗi buồn. Thương sao mà cao cả quá. Nhìn vào tình thương đó khiến cho người ngoài xót xa thay, cảm động thay, tiếc cho cặp đôi đó quá, đẹp đôi mà không thành. Thằng đấy yêu mà sao không chịu nói, cứ lẻo đẻo theo sau như thằng khờ. Nhưng với người cho đi tình thương ấy thì như thế là đã mãn nguyện. Một trái tim chân thành trao đi không cần sự đáp lại. Đôi khi thuộc về nhau chưa hẳn đã đem đến cho nhau hạnh phúc, nhưng nếu bên nhau mà cho nhau được sự an yên thì chỉ cần bên cạnh như vậy thôi là đã đủ rồi. Không biết các bạn đã bao giờ phát hiện ra bản thân mình đã dành cho ai đó thứ tình cảm này hay chưa? Đó là hơn cả tình yêu. Một chút tản mạn về tình yêu đến đây đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng sẽ luôn đem đến cho quý vị và các bạn những điều thú vị trong cuộc sống tại kênh Cao Thanh Danh Official. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng tôi là Tấm Phong Rồ Mẫu Sinh. Xin chào.